Hi, mình là Du Hoàng Đạt, một thí sinh của Mr. World Việt Nam 2024. Thì hôm nay video này sẽ nói về vấn đề các mối quan hệ trong xã hội tiêu biểu là Friend with Benefit và One Night Stand. Các bạn có thể dịch ra là một mối quan hệ mập mờ, có mục đích và tình một đêm. Thì bản thân mình là một người tin tưởng vào tình yêu, bảo quản sức khỏe của mình, bảo quản bản thân của mình. Thế nên mình chọn Long Relationship, dịch ra là mối quan hệ lâu dài, hay còn gọi là Dead to Marry, yêu để cưới. Thì trong xã hội hiện tại bây giờ đã là 4.0 rồi, nên là các bạn trẻ có thể cầm điện thoại lên và hẹn hò với bất kỳ ai mà các bạn thấy ở trên app. Tiêu biểu là các dating app như là Tinder, Bumble, Facebook Dating. Tuy nhiên là mình không thích cái cách như vậy, dẫn đến là người ta có thể quá dễ dàng để có được những thứ mà họ mong muốn, và họ sẽ không tin tưởng, không trân trọng vào cái tình yêu mà họ đang có, những cái mối quan hệ mà họ đang có. Nói hơi cổ lỗ sĩ một xíu thì nó sẽ hơi tiêu cực một xíu, bởi vì như các bạn cũng đã biết là xã hội hiện tại bây giờ có rất là nhiều bệnh liên quan đến đường tình dục. Tiêu biểu là HIV, S và các đường liên quan tới hô hấp. Vậy nên hãy bảo quản sức khỏe của mình, bảo quản bản thân của mình, đặc biệt là tin tưởng vào tình yêu nghiêm túc thật thà nhá. Yêu ai chỉ cần yêu một người thôi.